Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta thì ai cũng muốn được người khác khen ngợi là thông minh. Trong cuộc sống có những hoàn cảnh, những tình huống cụ thể và rất quan trọng mà thông qua đó mọi người sẽ quan sát những lời nói, cử chỉ, hành động của bạn và âm thầm chấm điểm bạn. Kết quả có thể tốt hơn hoặc xấu hơn thực tế. Và có cả một danh sách những thói quen hoặc hành động sẽ khiến cho bạn trông rất kém thông minh trong mắt người khác mà bạn cần hết sức tránh. Hãy tìm hiểu xem đó là những thói quen nào thông qua video clip ngay sau đây. Đầu tiên, ăn mặc lôi thôi hoặc diêm dúa quá mức. Cách bạn thể hiện bản thân sẽ xác định cách bạn được những người không quen biết đối xử. Nếu ăn mặc đẹp và phù hợp, chỉn chu, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người. Nếu bạn mặc quần thể thao và áo phông khi làm việc, người ta sẽ thấy không cần thiết phải dành thời gian cho bạn. Nếu đến nơi làm việc hay đi sự kiện có quy định về trang phục, bạn nên chú ý tuân thủ. Nếu không, mọi người sẽ cho rằng bạn không nghiêm túc hoặc ngốc đến mức không hiểu nội quy. Nếu ăn mặc lôi thôi thì đừng ngạc nhiên nếu đồng nghiệp và quản lý không lắng nghe cũng như không quan tâm những gì bạn nói. Xã hội càng phát triển thì phần nhìn lại càng phải được cải thiện. Bao năm vẫn diện đúng bộ cánh cũ kỹ, nhầu nát, đầu tóc tư trang luộm thuộm sẽ khiến cho những người xung quanh có cảm giác bạn không được sạch sẽ, vệ sinh cho lắm. Bởi người ưa sự sạch sẽ không bao giờ để bản thân mình lôi thôi, nhếch nhác, cho dù có thể họ không ăn mặc đẹp. Xu hướng hiện nay là ăn mặc đơn giản nhưng chất. Những bộ cánh màu mè, xến sầm đã hết đất diễn từ rất lâu rồi. Hơn nữa, thật mệt mỏi khi trong môi trường công sở, chúng ta bị tra tấn bởi những bộ cánh lộng lẫy rườm rà di động mà những người ưa thích hình thức vô diễn. Thử hỏi họ sẽ làm việc tập trung như thế nào khi váy áo đang vương víu trước sau. Hơn nữa, ăn mặc không phù hợp hoàn cảnh khiến người khác có ấn tượng bạn không chuyên nghiệp và không có năng lực gì ngoài việc trưng diện mà lại còn trưng diện không phải lối. Vì vậy, hãy lưu ý hết sức chuyện ăn mặc để thể hiện sự tôn trọng người khác cũng như tôn trọng chính mình. Tiếp theo, ăn nói hoa mỹ quá mức. Các nhà nghiên cứu đã tóm tắt một luận án với rất nhiều từ dài dòng hoa mỹ và tạo ra một phiên bản đơn giản hơn bằng cách thay thế các từ đồng nghĩa ngắn và dễ hiểu hơn. Kết quả, những người tình nguyện tham gia đánh giá tác giả của phiên bản đơn giản thông minh, linh hoạt hơn tác giả của phiên bản dài dòng với các từ ngữ trau chuốt. Sử dụng nhiều từ ngữ phức tạp thực sự là một thảm họa. Đặc biệt, những giáo sư, nhà giáo hay lạm dụng từ ngữ hài hước, ẩn ý sẽ khiến học sinh không thể xem họ là người đàng hoàng, nghiêm túc. Từ đó, sự tôn trọng cũng giảm dần. Tương tự, đừng sử dụng nhiều thuật ngữ chỉ bởi vì đã từng nghe người khác nói trong hoàn cảnh tương tự. Nếu không thể giải thích rõ ràng, tường tận những gì đã nói, thì tốt nhất là không nên dùng trong cuộc trò chuyện. Nếu trong công việc, bạn dùng sai từ, dùng những từ thân mật hay tiếng lóng khi nói chuyện với người thân, bạn bè, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn không nghiêm túc, vô duyên hoặc ngốc nghếch. Với những từ mà bạn chỉ có thể nói cùng những người thân quen, bạn đừng bao giờ nói ở nơi lần đầu tiên bạn xuất hiện. Cũng như vậy, với những từ bạn hay dùng với gia đình, bạn bè, bạn cũng nên hạn chế sử dụng từ đó ở nơi công sở. Chẳng hạn, bạn hoàn toàn có thể gọi bạn thân của mình là thằng dở hơi kia. Nhưng nếu gọi một đàn em đồng nghiệp của mình như vậy trước mặt những người khác thì rất dễ khiến người đó khó chịu. Vì vậy, khi nói ra điều gì cũng cần hết sức chú ý đến văn cảnh phù hợp, bạn nhé. Nhìn vô định. Trong một số trường hợp, chúng ta phải giả vờ như đang thật sự lắng nghe người khác nói, có thể là lời từ giáo viên, ông chủ hoặc người bạn đời. Khi bị bắt gặp nhìn vào khoảng không vô định, chúng ta thường viện lý do đang chìm sâu vào trong suy nghĩ. Nhưng sự thật đơn giản là bạn chỉ lười biếng, lơ là, không tập trung vào nhiệm vụ chính. Có rất nhiều lý do khiến bạn không chú ý đến những gì người khác đang nói, nhưng mọi người sẽ luôn cho rằng bạn không nghe vì bạn không hiểu hoặc không quan tâm. Khi không có sự đồng cảm, liên kết với nhau qua ánh mắt, cử chỉ, người đối diện sẽ cho rằng bạn hoàn toàn không quan tâm hoặc không có bất kỳ ý tưởng gì về điều đang thảo luận. Do đó, việc thiếu ánh nhìn kết nối sẽ gây mất điểm trong lòng mọi người. Những người thông minh luôn thể hiện ra sự tập trung cao độ vào những điều người đối diện đang nói. Điều đó thể hiện cho người khác thấy sự minh mẫn và tình trạng sức khỏe luôn đảm bảo ở mức cao của mình. Một người lơ đễnh thì nghĩa là họ có vấn đề về khả năng tập trung hoặc họ đang gặp vấn đề cá nhân và cũng có thể là họ đang buồn ngủ hay thể trạng đã không tốt. Dù là lý do gì thì nó cũng khiến bạn trở nên rất đáng chán và ngốc nghếch. Nói quá nhiều.
Nói quá nhiều dễ bị đánh giá là thiếu tinh tế, sắc sảo. Một nguyên tắc nhỏ là không bao giờ nói nhiều hơn những gì cần được nói. Khi bạn nói một cách ngắn gọn, bạn cho mọi người thấy rằng bạn có thể tổng hợp những suy nghĩ của mình và giải thích chúng một cách dễ hiểu nhất. Bạn biết những gì là quan trọng và cần phải được nói. Bạn biết những gì có thể tự suy ra và không cần phải giải thích. Cái miệng hại cái thân. Nên nhớ, nguyên tắc là đừng bao giờ nói quá nhiều nếu không muốn chuốc lấy rắc rối và phiền phức. Mặt khác, nếu nói quá nhiều mà không suy nghĩ thấu đáo, dễ dẫn đến tình trạng không hiểu ý nhau. Cho nên, cần kiểm soát chặt chẽ và chọn lọc những gì muốn nói một cách thật khôn ngoan. Nếu như bạn cứ nói mà không nghĩ về những gì mình đang nói, mọi người sẽ cho rằng bạn là người nông cạn, ruột để ngoài da. Bạn bè chơi cùng với nhau, có thể có người ruột để ngoài da để dễ chia sẻ và chém gió vui vẻ. Nhưng trong công việc và mối quan hệ xã giao, hoặc thậm chí là cả đời sống tình yêu, tình cảm gia đình, sự nói nhiều cũng thật sự như con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến bạn tạo ra những sơ hở không đáng có, và những người có ý định hại bạn sẽ chẳng dại gì mà không vin vào đấy để chơi khăm bạn thật đau. Nói quá ít. Ngược lại, nói quá ít cũng không được mọi người đánh giá cao. Những người hay im lặng trong các cuộc trò chuyện thường bị người khác nghĩ rằng không có điều gì quan trọng để nói, không có chính kiến hoặc bất lịch sự. Dù bạn biết rằng sự im lặng, xấu hổ hay hướng nội của bạn không phải là dấu hiệu của sự kém thông minh, nhưng không nhiều người nghĩ như thế. Vì thế, trong một cuộc đối thoại, thỉnh thoảng bạn cũng nên mở lời. Bạn không cần phải nói nhiều, chỉ cần nói đủ để mọi người biết rằng bạn đang lắng nghe và cũng có một vài giải pháp thông minh cho những gì mọi người đang thảo luận. Nếu bạn không thích nói nhiều thì cần rèn luyện cho mình biết cách mở lời đúng lúc. Nó sẽ khiến cho lời nói của bạn trở nên có trọng lượng hơn rất nhiều. Đánh giá người khác. Mọi người thường có xu hướng phán xét khi nhìn vào từng hành động cụ thể hơn là xét trên tổng thể và toàn diện vấn đề. Điều này có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng chắc chắn vẫn đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ đưa ra lời phán xét về bất cứ người nào một cách vội vàng, hấp tấp, vì không phải ai cũng hiểu được rõ ràng từng hoàn cảnh bấp bênh trong cuộc đời này. Đừng phán xét khi chỉ dựa trên tiêu chuẩn cá nhân hẹp hòi và ích kỷ của riêng mình. Mỗi người đều có quyền sống cuộc sống do mình tự do lựa chọn. Không phán xét bất cứ ai, bất cứ điều gì sẽ an toàn và thông minh hơn. Không ai trong chúng ta có ý tưởng sẽ sống cuộc sống của người khác. Khi bạn phán xét một ai đó, bạn đã giả định rằng họ cũng có những đặc quyền mà bạn được hưởng trong suốt cuộc đời mình. Bạn đang đánh giá họ theo tiêu chuẩn riêng của bạn. Bạn nên nhớ 7 tỷ người trên thế giới có 7 tỷ cách sống khác nhau. Đi quá nhanh hoặc quá chậm. Khi bạn đi du lịch cùng bạn bè, hãy chắc chắn rằng bạn đang đi cùng tốc độ với những người khác. Bởi vì một nghiên cứu cho thấy, những người đi chậm hoặc nhanh hơn so với những người xung quanh họ thường là kém thông minh hoặc có ít các kỹ năng và kiến thức để thành công hơn. Tiếp theo, tránh nhìn trực tiếp vào mắt người đối diện khi giao tiếp. Có thể bạn hay bị hồi hộp hoặc lo lắng, nhưng nhìn xuống hoặc nhìn sang hướng khác trong khi bạn đang nói chuyện với người khác có thể khiến bạn trông rất thiếu tự tin. Một nghiên cứu chỉ ra rằng những người nhìn thẳng vào mắt người đối diện trong giao tiếp là người tự tin vào khả năng của mình. Những người này luôn là người nắm giữ chức vụ cao trong một tổ chức, có khả năng lãnh đạo và đương nhiên họ thông minh hơn những người gặp khó khăn trong giao tiếp, có xu hướng tránh ánh mắt người đối diện. Sử dụng từ ngữ thô tục, xuồng xã tại nơi làm việc. Dù bạn có cảm thấy thất vọng, căng thẳng thế nào tại văn phòng, cũng đừng bao giờ buông những câu chửi thề hoặc mạt sát đồng nghiệp. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2012, hơn một nửa nhân viên các văn phòng đều cho rằng một nhân viên dù ít hay nhiều từng buông những lời tục tĩu tại nơi làm việc là những người thiếu năng lực và ít thông minh hơn so với những nhân viên biết kiềm chế cảm xúc. Mặt mày cau có khó chịu. Điều này không chỉ làm bạn có vẻ không thân thiện, nó còn làm bạn trông thiếu thông minh hơn những người xung quanh. Một nghiên cứu gần đây cho thấy một người với khuôn mặt luôn mỉm cười với người xung quanh trông thông minh hơn. Họ cũng dễ dàng gây thiện cảm và đạt được các thỏa thuận trong công việc. Nói chuyện với giọng đều đều. Nói chuyện một cách biểu cảm luôn gây ấn tượng cho người khác. Đó là cách bạn thay đổi tiết tấu và âm lượng khi cần nhấn mạnh vào điểm gì đó, nhưng không nên quá lạm dụng. Bạn nên làm điều này khi trao đổi công việc với đồng nghiệp hay trong một buổi thuyết trình quan trọng. Nó giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhiều người và khẳng định trí tuệ của bạn. Tỏ ra lo lắng khi nhờ sự trợ giúp. Theo một nghiên cứu,
mọi người nghĩ rằng nhờ đồng nghiệp trợ giúp làm cho họ mất đi tự tin về khả năng của mình. Nhưng thực chất, những nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng những người có khả năng làm việc nhóm luôn trao đổi với đồng nghiệp để tìm ra phương án giải quyết công việc nhanh nhất là những người có khả năng lãnh đạo tốt và trí tuệ tốt hơn những người luôn né tránh, trao đổi và bảo thủ. Các bạn thân mến, chìa khóa để trông thông minh trong mắt người khác chính là hãy rèn luyện cho mình một tác phong thật chuyên nghiệp. Hãy tránh xa những thói quen xuồng xã, cợt nhả một cách quá mức, đặc biệt là trong môi trường làm việc bạn nhé. Một khi chúng ta rèn luyện được sự chuyên nghiệp thì chắc chắn mọi người sẽ phải đánh giá chúng ta theo một con mắt khác đi. Và hãy nhớ tiết chế bản thân mình để tránh vấp phải những điều khiến cho bản thân bị mất điểm trầm trọng trong mắt người khác. Nếu như bạn thích video clip này, hãy nhấn nút like và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.